con 15, con 15, cách 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 vô. Anna và người đẹp Ngọc Thanh xin gửi đến anh chị cô bác nhạc phẩm được mới tươi đây, chuyện tình không dĩ vãng. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Vâng, và cũng không quên chúc cho thành phần ban giám khảo và đặc biệt mời khách mời anh Hữu Quốc và quý vị khán giả của đồng Lô Tô Sài Gòn Tân Thời một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhé. Vàng cây hoa bay đôi tay cây buồn mang suy tư về. Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mà lý thơ mong chờ. Của các người đẹp, mỗi tờ lá vé chỉ có 10.000 đồng mà cười tẹt ga, cười thả ga, cười sảng khoái. Vâng, anh chị cô bác ở xa xa đã có vé chưa ạ? Nếu ai chưa có vé hãy giơ thẳng cánh tay thân thương lên, sẽ có các người đẹp phục vụ cho anh chị cô bác ạ. Rồi, ngay từ giờ này khán giả có lá vé trên tay tập trung nhà sáng bắt đầu là số Anna và Thanh chúng ta có gì gặp nhiều. Nhưng mà từ từ anh chị cô bác, hãy cẩn thận và mỗi tờ lá vé là có 60 số. Tôi muốn dưới 60 lòng cầu trong lòng cầu của chúng em. Vâng, dùng quá vỗ tay lên chị em ơi. Vâng, nhưng mà chị cô bác nhớ rằng mình giờ là giò hàng chồng, nhưng mà chúng là chúng hàng ngàn. 5 số là dư, 3 số là thiếu, 4 số là đủ nha chị cô bác. Thank you.
đồng chí pháo lưng còn nà bao nhiêu người hoài vọng đến ta mới a hai cái đôi đầu ai xuống về chiếc tàu còn ta mới a xuống nơi a này thấy chiếc giường chiếc bình năm trăm con năm mươi lăm 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 cùng số gì đây cùng số gì đây cùng số mấy cùng chị quét nào đã có kinh thì mời anh chị quét lên sân khấu giúp em ạ. Đây là vòng loại 0634 đúng không anh nhỉ? Ok, nhưng mà anh chị cô bác từ từ hãy xét tờ lá vé của mình để kiểm tra xem mọi người có kinh hay không. Ủa đặc biệt không cái vòng sau má ơi. Đặc biệt mà trong vé không có gì đặc biệt. À, kính thưa quý vị, dòng loại tiếp theo là dòng loại đặc biệt nha quý vị nha. Cho thí sinh không có nắm được nói tiếp đi chị, em dám cảm ơn. Xin lỗi quý vị khán giả rất nhiều. Đây là vòng loại đặc biệt. Bây giờ dạ, thưa chị đang bán là dòng loại đặc biệt, dòng loại này là dòng bình thường. Em dữ quá à. Đúng rồi đó. Nhưng mà để chị nói này cái vô. Anh chị cô bác từ từ xé từ lá vé trên tay của mình anh chị em ơi. Vô má ơi. Từ từ em. Để em gái của em nó dò coi có kinh hay không. Rồi anh chị cô bác hãy xé tờ vé cũng không muộn. Giúp đỡ giùm em nha. Dò đi em. Trời em bây giờ trời ơi anh quẹt trong nào anh quẹt mà không thấy đường dò luôn á trời. Ờ vòng này vòng đặc biệt phải không em gái?
Trời ơi, giọng bình thường má ơi. Xin lỗi em. Bd6 còn bị đuôi nữa trời ơi. Ok ok. Thôi đi, bữa nay dì ghẻ làm chuyện hiền từ tí. A Di Đà Phật. Chắc bà hiền à. Dò xuống. Số 6. Nhất dương chỉ 24. Nhị dương chỉ 39. Phu thê giao bái 59. Nhị bái cao đường 4 cao đường lộn. Trời, đám cưới ở đâu đây nhỉ? Rồi 0680 đúng rồi. Trời ơi, có quẹt hàng nào đứa cho trời chi quẹt cho em ngu mà ta. À đây, số 6, 24, 39, 59, muốn cho anh y ghen. Hợp lệ anh ơi, đây anh nha. Vâng, vòng lợi này anh cha, anh à, trai. Vòng lợi 0680, nín má ơi, con dò số mà nói có hoài à, thiệt tình chứ. Nó phá ngủa nữa đó con kìa. Nó làm cái lòng cờ. 0680 đúng rồi. Cảm ơn em nha. 24. 24 có 1. 39 có 2. 41 có 3. 60 có 4. Hợp lệ. Chúc mừng anh. Là chị. Chị nha. Không 682 đúng rồi. Số 6, 24, 39, 59 muốn cho đại hợp lệ. Rồi chúc mừng chị. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lại làm cầu quê banh nha. Ai có con số lớn hơn nhận qua phần tượng lớn hơn nha. Quay đi má. Bây giờ má quay đó. Xịt ra cho tôi quay. À mời anh chị. Vô đi anh cho mấy âm nhạc đi cho nó sơ. Nó hồi hộp đi. Vô. Quay quay xa vì ngăn rồi. Và bạn là quay quay. 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 Quay bà nội ơi. Phật nữ rồi bữa nay mặc à. Trời ơi bà đặt mặt cái gì à. Áo cứng thân rồi đó. Này áo yếu chứ tinh thần gì trời. Buồn quá. 16 ra đủ rồi chị. Số 10. Chị ơi hai anh với chị này vô giữa sân khấu để mình. Trời ơi chị này số lớn ghê. Cái đẹp. Số 4. Chị ơi, chưa dính CD đâu mà. Đây rồi, anh em mình từng lớn hơn nha. Xương các bạn cũng biết Việt rất là nhiều à. Rất nhiều, cảm ơn Ngọc Thanh và Anna rất là nhiều. Các bạn nghe bây giờ xin mời hai bạn trở lại sân khấu để nghe được xếp và đánh giá từ ban giám khảo. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý khán giả đã bày bán trúng thưởng. Xin mời Luna hỗ trợ lập cầu. Rồi Anna ra trước đi chị. Rồi cảm ơn em. Rồi có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ đến tới phần nhận xếp từ Lạc Kim Quyền nè. Xin mời chị. Bốn tiết mục này chỉnh chu nhất, hát ok. Ngọc Thanh thì hát ok, còn Anna thì hài là hài tới nóc luôn. Bước ra là sẽ thấy giống như là Ngọc Thanh hát dĩ nhiên là phải hay hơn Anna rồi. Nhưng mà Anna bước ra thì được cái lượng khán giả rất là yêu mến, đó là cái duyên tổ dành cho em. Nhưng em tiết chế lại cho chị tí xíu, mình làm cái gì mình phải tương tác với bạn. Ví dụ như Ngọc Thanh đang nói thì Anna phải để mi cho Ngọc Thanh nói hết. Cái thứ hai, lúc mà mình kiểm tra vé và lồng cầu á, chúng ta phải cố gắng tập trung. Lỡ sơ suất một số thôi là khán giả sẽ không hài lòng, mình bị mất khách. Nè, chị nói cái này, nào tốt chị nói tốt, cái nào xấu chị sẽ nói xấu để mình rút lại kinh nghiệm. Giống như là em cố gắng em diễn á, mình không có tập trung cái phần trao giải là cái phần đặc biệt nhất kiểm tra, mà lỡ không có mà mình nói có là mình chết. Đúng chưa? Lỡ khán giả xui tài cái bữa đó. Em cảm ơn anh rất nhiều à. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Nếu như mà mình lỡ mình sơ suất mà trong lúc mình dò số á, tại vì mình ánh đèn mình nhiều lắm, nhiều khi mình bị mờ á, mình bị chó mắt là mình kêu lộn số nè, mình không có mình nói có, là mình lỡ mà khán giả mà xui lên mà kiểm tra ngay cái số mà ngay lúc mình bị xui á, là mình sẽ gặp sự cố rất là lớn nha. Góp tiết chế lại, chúc mừng thành công tiết mục này. Chúc mừng chị. Alo, chúc mừng mà vẫn rất wow cái gì nha. Tin nhắn ngân hàng vẫn chưa tới cái gì nha. Xin mời chị Dạ Thảo. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Anna với lại Ngọc Thanh, nãy giờ chị Quyền góp ý rồi. Dạ, thì, chị không biết nói gì hơn. Nói chung là cảm thấy em rất là tốt. Bây giờ khán giả người ta vỗ ta rất là nhiều. Báo quý vị, hai em thấy rất là tốt quý vị. Rất là ok, rất là nhiều. Đêm nay cặp này là ok nhất rồi. Rồi nhiêu nó đủ đi ăn món tiếng gõ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Dạ Thảo. Và bây giờ xin mời anh Hữu Quốc ạ. Chị Quyền thì có những cái góp ý để chị tụi em có nghĩa là hoàn chỉnh hơn, nhất là cái phần là mình sổ số rồi chúng ta dò số
Nhưng mà riêng anh thì anh thấy khó tí xíu nha. Muốn nghe những cái gì mà khó không? Dạ muốn nghe. Em muốn nghe những lời góp ý khó để có gì em tiến bộ hơn, em tốt hơn. Chỉnh chu, hợp lý, duyên dáng, hát hay. Tuyệt vời. Ai gạo tiếng vỗ tay vậy cha? Ban đầu thì cứ nghĩ là bạn Ngọc Thanh sẽ bị lép với bạn Anna về cái phần duyên dáng. Nhưng kể từ khi cái sự cố mà cái mic em nó không còn biên, em chạy vào trong và em bước ra, và chỉ cái sự cố đó và em lấp được sự cố. Em cứ nhấp hoài con số bốn mấy mà em chưa tìm được cái lời ca. Và em khi mà em đã tìm được lời ca thì đó là cả một cái sự duyên dáng, nó bắt đầu cái sự tương tác của em và Anna. Và đó chính là cái bản lĩnh mà không ai có được. Anh chúc mừng hai đứa. Đến giờ phút này, đối với anh, tiết mục của em là xuất sắc nhất. Lộn sẽ nói rất là nhanh. Kính thưa quý vị, và em xin cảm ơn tổ nghiệp rất là nhiều. Bởi vì thật sự ra có những cái phần đó mà khi mà em tổ chức những cái game như thế này, quý vị rủi ro rất là lớn. Lớn nhất là chất lượng thí sinh. Nhưng mà thật sự đến giờ phút này thì hai thí sinh đứng trước sân khấu là làm cho em rất là vui. Bởi vì hai bạn làm cho khán giả rất là phấn khích về phần thi vừa rồi. Mà khi mà em gấp cặp á, em rất là lo luôn. Tại vì một người á, thì hát rất là hay nhưng mà cái màu rất trầm, còn một người thì rất có duyên mà hát rất dở. Cho nên là nó cũng khổ cho em lắm. Mà hồi nãy bà hát bà vô cái câu bolero quá vậy, em nói thiệt nó muốn chết luôn vậy đó. Sợ em tim đập né liền cái điệp khúc nghe em. Đừng có ca điệp khúc nghe, để bạn Thanh hát nha. Ví dụ mình hát dở thì mình hát cái A1, A2 thôi, điệp khúc để ta hát hay ta hát. Đó. Nói chung là em thật sự luôn, em rất là cảm ơn chị. Mà quý vị biết không, em là không, có nghĩa là có một cái group chat riêng cho top 12. Thì là riêng cái cặp này nè, chuẩn bị đồ á, là chị á, là chuẩn bị cho em, làm cho bản thân Lộ rất là xúc động. Bởi vì khi mà Lộ đi làm nghề này cũng được sự hỗ trợ của những đàn chị rất là nhiều. Và điều đó là cái điều rất là đáng quý mà em phải nói là Thanh em rất may mắn khi bắt cặp đấy là chị Anna. Và chị may đồ luôn cho Thanh luôn đó quý vị. Thank you. Vâng, và tôi góp ý một cái cho bạn Anna. Bạn phấn khởi quá, bạn duyên dáng quá nên bạn bận váy mà bạn không bận quần. Mặc váy mặc quần chứ anh. Không có bận cái này. Ủa có không? Dạ có anh, nhưng mà quần nhỏ. À hợp lý, hợp lý. Mà quan trọng gì nè, có cái công là làm đồ rất là bắt sân khấu mà nó không có ăn nhập con mẹ gì với bài hát hơn kìa hai má. Chuyện tình không dễ dàng mà mặc đồ như Trúc Lam Trúc Linh vậy đó. Nào giải trí em ơi. Đúng rồi đó. Kêu lô tô là phải sôi động. Kêu lô tô con ta bước ra giải trí, ta mặc mèo mà mặc đồ mà mèo qua lá hẹ thì cũng chê. Bây giờ anh nói câu nè, bây giờ đang có một cái sự tranh luận của ban giám khảo rồi đó. Tụi em là bước ra sân khấu giống như là tắm cám, giống như Tây thi và Đông thi, cũng giống như cái bàn này đó. Thảo là tắm, anh là hoàng tử, đây là má con cám, đây là con cám. Anh thấy không, nó là không nói rõ cho là tụi em là đúng một cái màu của sân khấu cần. Chúc mừng tụi em. Thôi không nói nữa, vỗ tay quý vị ơi. Vâng, và cũng một lần nữa xin chúc cho quý khán giả của đồng Lotto Sài Gòn Tân Thời một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và chúc cho đồng Lotto Sài Gòn Tân Thời luôn gặt hái nhiều thành công trong mọi lĩnh vực, cũng như trong nước và quốc tế. It's my country, Vietnam and international.